Cô Linh ơi, mấy bạn múa đẹp quá, hình như đó là điệu múa truyền thống của đồng bào Chăm phải không cô? Đúng rồi đó em, đó là điệu múa bến nước làng Chăm, là nét văn hóa dân tộc đặc sắc của dân tộc Chăm quê mình. Mà hình như cô thấy thiếu bạn Thư có phải không Lâm? Dạ đúng rồi cô ạ, mấy bữa nay con không thấy bạn Thư đến lớp và cũng không đến đội để tập văn nghệ cô ạ. Thôi được rồi, để cô tìm hiểu tình hình như thế nào. Dạ. Tiền cho em 5 tờ là 50 ngàn anh. Tiền gì mày? Hồi nãy anh vừa mới lấy của em 5 tờ mà anh trả em 50 ngàn nha anh. Tao lấy hồi nào? Hồi nãy đó anh mới lấy của em mà. Trả em đi. Anh trả em 50 ngàn đi anh. Anh mà không trả là em không có tiền làm cho ông làm kia. Anh trả em đi anh. Muốn
cậu làm gì thế? Ra mấy hôm nay em không đến lớp học, cũng không đi tập văn nghệ với các bạn là vì lý do này à. Sao có nhiêu ra thế? Mày lừa biến đúng không? Hay mày giấu tiền đâu rồi? Tại hôm nay em bị mệt nên đi không có nổi. Mày hả mày? Tao nói cho mày biết trước, hôm nay mày mà không kiếm đủ tiền về cho tao thì đừng có trách tao nha mày. Dạ. Dạ. Hồn á. Dạ chào cô, chào bạn. Em phải đi bán cho ông cô đầu bú ông đánh nè. Minh Thư, em vừa lại cho cô. Em mới vừa nói ai đánh em vậy? Dạ cô ơi, ông cô đầu bú là người đã bắt bạn đánh con đi bán nó, đem tiền về cho ông nha cô ạ. Nếu bạn ấy không đem tiền về thì ông sẽ đánh bạn ấy rất đau đấy cô. Có chuyện này quá à? Dạ. Minh Thư, em nghe cô hỏi nè. Thế ba mẹ em đâu mà để xảy ra hoàn cảnh như thế này? Dạ cô ơi, ba em làm nghề đánh bắt. Tháng trước thuyền của ba em bị lật, ba đi mãi không về được cô ơi. Thế còn mẹ em đâu? Mẹ em khổ lắm cô. Mẹ em đi làm ăn xa, lâu lâu mới về có một lần à. Thế bây giờ em ở với ai vậy Thư? À, bây giờ em sống với bà ngoại. Ngoại em già rồi, suốt ngày bệnh miết à, mà không có tiền mua thuốc nên em phải đi bán vé số để có tiền mua thuốc cho ngoại. Tiền kiếm được thì em phải nộp cho ông bảo kê một phần, nếu không là ông không cho em bán. Trời ơi là trời, sao mà em khổ như vậy hả Thư? Thôi được rồi, cô sẽ báo sự việc này của em cho công an và những tổ chức có thẩm quyền để họ giúp đỡ em. Dạ không, em không cần đâu cô. Em không việc gì phải sợ cả, vì ở bên em còn có cô và các bạn nữa mà. Đúng rồi đấy, cậu hãy nghe lời của cô đi. Thôi được rồi, cô sẽ báo sự việc này của em cho ban giám hiệu nhà trường, để ban giám hiệu liên hệ với những chính sách xã hội giúp đỡ em được tiếp tục đi học, được đến trường. Đúng rồi đấy. Còn em nữa cô ơi, em sẽ vận động mọi người, các bạn trong lớp mình trình bày hoàn cảnh của bạn Minh Hư với cha mẹ phụ huynh để mọi người quyên góp giúp đỡ cho bạn ấy cô nhé. Được như vậy thì tốt quá rồi. Vậy là em sẽ được tiếp tục đi học, được đến trường với các bạn, phải không cô, phải không bạn? Đúng rồi đấy, vì các em có quyền được học tập và giáo dục để phát triển toàn diện và phát huy tiềm năng của bản thân. Chúng em được bình đẳng về cơ hội học tập, được phát triển tiềm năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh. Cậu có biết không, trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động, không phải lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật, không bị bố trí công việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển toàn diện của trẻ em đấy. Cậu có biết không? Thôi được rồi, bây giờ cô trò ta sẽ tới nhà bạn Minh Thư để thăm ngoại bạn có được không các em? Dạ được. Nhưng mà Thư, em nhớ nè, ngày mai em phải đến lớp học và tham gia đội văn nghệ đầy đủ nha. Dạ. Bây giờ cô trò ta cùng đi nha. Dạ. Thế giới ngày mai, đó là vấn đề.
Lâm ơi, bạn thấy tiết mục hát múa trẻ em hôm nay thế giới ngày mai của mình và các bạn như thế nào? Mình thấy tiết mục vừa rồi rất là hay và ý nghĩa đấy Linh. Qua hội thi này, mình thấy chúng mình có rất nhiều quyền nha. Quyền được yêu thương, chăm sóc, quyền được học tập. Còn điều gì nữa ta? À, mình nhớ rồi, chúng ta còn có quyền được vui chơi nè, tham gia các hoạt động nè, văn nghệ, thể dục thể thao nữa đó Linh. Nhưng chẳng lẽ tụi mình không có bổn phận gì sao? Đương nhiên là có chứ. Mình nhớ là trong chương trình học của tụi mình là chúng mình còn phải có bổn phận yêu quý, kính trọng người lớn tuổi, ông bà, cha mẹ, thầy cô. Rồi còn gì nữa ta? À, mình nhớ rồi, chúng ta còn phải đoàn kết với bạn bè nè, giúp đỡ người lớn tuổi và chăm chỉ học tập, yêu lao động, yêu quê hương nữa đó Linh. Còn rất nhiều bổn phận nữa, nhưng mình không thể nhớ được. Vậy thì tối nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông nhé Linh, để ngày mai chúng ta cùng đặt ra câu hỏi và tuyên truyền những điều hay cho các bạn biết. Bạn đồng ý không? Mình nhất trí. Các bạn ơi, MV tham gia hội thi tuyên truyền măng non của trường tiểu học Phước Thiên 1 đến đây là khép lại. Xong, câu hát trẻ em hôm nay thế giới ngày mai vẫn còn đồng lại cho mỗi chúng ta. Vì vậy, hãy nâng cao trách nhiệm, chăm sóc và giáo dục trẻ em, vì mọi trẻ em đều có quyền được chăm sóc và giáo dục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hội thi tiếp theo.